Chiều ngày 28 tháng 8, Bộ Y tế thông tin về 2 ca mắc COVID-19 mới. Theo báo cáo, 2 ca mắc này ghi nhận tại Đà Nẵng, 1 ca trong nước, và Hà Nội, 1 ca được cách ly ngay tại Hải Dương sau khi nhập cảnh. Cụ thể, ca bệnh số 1037 là nữ, 29 tuổi, tại An Hải, Bắc Sơn Trà, Đà Nẵng, tiếp xúc với bệnh nhân số 1036. Kết quả xét nghiệm ngày 27 tháng 8 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh số 1038 là nam, 23 tuổi, tạm trú tại Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, quê quán tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, sáng nay, ngày 29 tháng 8, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 nào mới trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm hiện đang là 1038, điều trị khỏi 663 ca và tử vong 30 ca. Chiều ngày 28 tháng 8, Sở Y tế Hà Nội ra thông báo khẩn liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Sở Y tế Hà Nội đề nghị ai là người lái ô tô 4 chỗ màu vàng, không rõ loại xe, nhận chở một hành khách nam 23 tuổi từ khu vực ga Hà Nội đến số 58B Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội trong khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 8, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0969 082 115 hoặc 0949 396 115 để được tư vấn hỗ trợ. Sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội có kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân ở cùng phòng với bệnh nhân số 1034 ở Hải Dương dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo đó, người này là nam giới 23 tuổi, quê quán tại Bà Rịa, Vũng Tàu, địa chỉ tạm trú tại số 58B Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là công dân Việt Nam trở về từ Nga ngày 10 tháng 8, được cách ly tập trung tại Hải Dương. Chiều ngày 28 tháng 8, ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, tức bệnh nhân số 419 ở tỉnh này, tái dương tính sau 16 ngày xuất viện. Bệnh nhân số 419 là nam, 17 tuổi, ngụ tại tổ 9, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Trước khi nhiễm COVID-19, bệnh nhân số 419 từng đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chăm bệnh. Ngày 26 tháng 7, Bộ Y tế công bố các ca nhiễm mới. Bệnh nhân số 419 là ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở tỉnh Quảng Ngãi. Sau thời gian điều trị, ngày 12 tháng 8, bệnh nhân số 419 được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện. Được biết, bệnh nhân số 419 là một trong 4 bệnh nhân vừa được công bố khỏi bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi. Chiều ngày 28 tháng 8, 23 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã được công bố khỏi bệnh. Đáng chú ý, trong số này có bệnh nhân số 765, 76 tuổi, ngụ xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, Quảng Nam, là trường hợp chạy thận nhân tạo được chuyển cách ly tại Bệnh viện Gia Liễu để chạy thận chu kỳ tại Bệnh viện C Đà Nẵng. 22 người khác được công bố khỏi bệnh trong đợt này, gồm các bệnh nhân số 458, số 923, số 500, 576, 583, 612, 630, 632, 634, 663, 705, 731, 740, 780, 782, 824, 851, 952, 1001, 1008 và 1011. Trong đó có 20 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang. Sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, được xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính từ 3 đến 5 lần. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân được tiếp tục theo dõi, cách ly 14 ngày theo quy định. Nói rằng là cái đội ngũ y bác sĩ ở đây là rất là nhiệt tình, chăm sóc cho từng bệnh nhân. Và cái điều kiện về cơ sở vật chất cũng là đảm bảo, ăn uống đảm bảo. Tất cả mọi cái vấn đề mà mua yếu phẩm đồ phục vụ cho cá nhân đều có đầy đủ. Rất cảm ơn. Tất nhiên cái bệnh này theo như tất cả các địa thế giới và cũng như ở Việt Nam mình xếp mình đánh giá thì nó chỉ biến nặng ở những cái bệnh nhân có cái nguy cơ cao, đó là những người lớn tuổi và những người có bệnh này là mãn tính. Tức là khi điều trị bệnh này thì cái điều quan trọng là phải là có những cái thầy thuốc chuyên gia giỏi về các cái điều trị cái bệnh này nữa. Tại vì bởi lại là trong quá trình cái kinh nghiệm thì có cái sự phối hợp rất là chặt của các cái bệnh viện
tuyến dưới, tức là bệnh viện Đà Nẵng cử chuyên gia, cử người lên rồi là hội chẩn trực tuyến, ví dụ bệnh viện sản nhi họ thường xuyên theo dõi. Hiện bệnh viện phổi Đà Nẵng, bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã điều trị khỏi bệnh và cho 187 bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện. Được biết, vào chiều ngày hôm qua 28 tháng 8, 21 nhân viên y tế tại Hòa Vang và 12 người tại bệnh viện phổi trong lực lượng từ Hải Phòng vào Đà Nẵng tăng cường cũng đã rút cách ly 14 ngày sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.